Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn bắt đầu theo dõi bản tin trưa của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Hôm nay thứ hai ngày 10 tháng 10. Thưa quý vị, hôm nay kỷ niệm 68 năm ngày giải phóng thủ đô, 10 tháng 10 năm 1954, 10 tháng 10 năm 2022. Sáng ngày 10 tháng 10 năm 1954, cả Hà Nội ngập tràn cờ hoa biểu ngữ trong ngày hội lớn. Thủ đô bừng tiếng quân ca của lớp lớp đoàn quân tiến về giải phóng, kết thúc vẻ vang 9 năm trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. 68 năm kể từ ngày giải phóng, Đảng bộ và nhân dân Hà Nội luôn đoàn kết một lòng, không ngừng đổi mới, nỗ lực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân để hiện thực hóa khát vọng đưa Hà Nội xứng tầm một thủ đô phát triển, văn minh, hiện đại và bền vững, xứng danh thành phố vì hòa bình. Xin được chuyển sang thông tin đáng chú ý khác. Sáng nay, phiên họp thứ 16 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc và dự kiến phiên họp diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 10. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự phát biểu khai mạc và cùng các phó chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung phiên họp. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét cho ý kiến về những nội dung quan trọng sẽ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15 tới đây. Về công tác xây dựng pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành cho ý kiến về dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá. Về xem xét các báo cáo, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ tư của Quốc hội, báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ ba của Quốc hội, báo cáo kết quả tiếp công dân, tiếp nhận xử lý đơn thư của công dân và kết quả giám sát việc giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2022, báo cáo của Chính phủ tổng kết đánh giá việc thực hiện quy định tại khoản 3 Nghị quyết số 30/2021 về kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15. Hôm nay 10 tháng 10 là ngày chuyển đổi số quốc gia, nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia, thực hiện có hiệu quả chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, ngày 22 tháng 4 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 505 về ngày chuyển đổi số quốc gia. Theo đó, ngày 10 tháng 10 hàng năm được lấy là ngày chuyển đổi số quốc gia. Với ngày 10 tháng 10, số 1 và 0 là hai số của hệ thống số nhị phân, là ngôn ngữ căn bản của máy tính và cũng là hình ảnh tượng trưng kinh điển cho công nghệ thông tin của trước đây và công nghệ số của thời đại ngày nay. Việc tổ chức ngày chuyển đổi số quốc gia hàng năm còn nhằm nâng cao nhận thức của người dân toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số, thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn dân, đảm bảo sự thành công của chuyển đổi số. Cũng nhằm hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia, Trung tâm Thông tin Tổng cục Du lịch Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn miếu Quốc Tử Giám tổ chức chương trình phát hành thẻ du lịch thông minh cho du khách. Đây là một bước đột phá trong việc đổi mới công tác quản lý thông qua chuyển đổi số, hướng tới chung tay bảo vệ môi trường, loại bỏ vé giấy truyền thống. Thẻ Việt, thẻ du lịch thông minh là sản phẩm nằm trong chương trình Thẻ Việt, một thẻ quốc gia do Bộ Công Thương chủ trì. Thẻ du lịch thông minh được ứng dụng công nghệ chip EMV, mã khóa Triple Desk, tích hợp đa chức năng về du lịch, y tế, ngân hàng, thương mại, giao thông, giáo dục, hỗ trợ người dùng thanh toán một chạm, thanh toán trực tuyến, không tiếp xúc, một xu hướng phổ biến hiện nay. Từ đầu năm đến nay, các cấp hội khuyến học trên địa bàn huyện Bình Tân đã vận động các tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân đóng góp quỹ khuyến học khuyến tài gần 4 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ trên, các cấp hội đã xét trao tặng hơn 420 suất học bổng và trợ cấp 722 suất hỗ trợ cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đến trường, với tổng trị giá trên 1 tỷ đồng, khen thưởng cho các em học sinh đạt thành tích cao trong học tập hơn 400 triệu đồng và thực hiện các hoạt động nhằm hỗ trợ công tác khuyến học khuyến tài khác gần 2,5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các cấp hội của huyện còn vận động đăng ký gần 23.000 mô hình học tập, trong đó có 21.435 gia đình đăng ký gia đình học tập, 27 dòng họ học tập, 1.400 cộng đồng học tập và 95 đơn vị học tập. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 66 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 15 tháng 10, chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Vĩnh Long lần thứ 11,
nhiệm kỳ 2022-2027 và kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt, thì chiều tối qua, Thành đoàn thành phố Vĩnh Long phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thành phố Vĩnh Long đăng cai tổ chức liên quan Lân Sư Rồng mở rộng. Và đây là lần đầu tiên được tổ chức theo hình thức liên quan mở rộng, đã tạo không khí vui tươi, đoàn kết giữa đoàn viên, hội viên thanh niên trong và ngoài tỉnh. Tham gia liên quan lần này có 17 câu lạc bộ Lân Sư Rồng với hơn 250 vận động viên là đoàn viên thanh niên ở các địa phương trong và ngoài tỉnh. Tại đây, mỗi đội giao lưu trình diễn trong 3 thể loại: lân lên mai qua thung, lân địa bửu và múa rồng. Thành phố Vĩnh Long quyết định tổ chức giao lưu Lân Sư Rồng thành phố Vĩnh Long mở rộng nhằm mục đích là tạo sự đoàn kết, phấn khởi, làm không khí sôi nổi để chào mừng đại hội, và đặc biệt là để được các đội Lân Sư Rồng của thành phố được giao lưu để tăng các kỹ năng hoạt động của các bạn thanh niên đối với các đơn vị bạn, cũng như là giới thiệu về Lân Sư Rồng của thành phố Vĩnh Long đến với các đơn vị bạn. Với sự đam mê và cháy hết mình với bộ môn nghệ thuật truyền thống, các câu lạc bộ đã mang đến liên quan nhiều tiết mục Lân Sư Rồng đặc sắc. Đây cũng là dịp để các bạn trẻ được giao lưu, cọ xát, học tập kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, nâng cao chất lượng sinh hoạt câu lạc bộ đội nhóm. Rất là vinh hạnh khi được đến đây được biểu diễn, và rất là vui khi được trình diễn những tiết mục của mình để giao lưu với các đoàn ở tỉnh khác. Đối với liên hoan lần này, em cảm thấy rất vui và hào hứng khi được cùng các đội bạn trình diễn những tiết mục đặc sắc để thỏa niềm đam mê của mình, tạo không khí vui tươi cho đại hội đoàn sắp tới. Hôm nay chỉ là một cái liên hoan hội diễn, không phải là giải thi đấu, nhưng mà tinh thần nhiệt huyết của tất cả các bạn trẻ là cống hiến hết mình và cố gắng để hoàn thành tốt những cái bài diễn của mình để đem đến một tiết mục đặc sắc. Tôi mong rằng qua cái liên hoan lần này thì tất cả các bạn trẻ sẽ có được một cái chuyên môn vững vàng hơn và tiến tới những cái giải Lân Sư Rồng chuyên nghiệp hơn. Không chỉ tạo điều kiện cho các câu lạc bộ thể hiện năng khiếu và đoàn kết tập hợp thanh niên, liên quan Lân Sư Rồng còn góp phần phát huy truyền thống văn hóa thể thao đặc sắc của dân tộc. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành quyết định công nhận 19 doanh nhân là những cá nhân lãnh đạo các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đạt danh hiệu doanh nhân tiêu biểu tỉnh Vĩnh Long năm 2022. Để đạt danh hiệu doanh nhân tiêu biểu tỉnh Vĩnh Long năm 2022, Hội đồng bình chọn của tỉnh xét trên nhiều tiêu chí như các doanh nhân là người Việt Nam, người nước ngoài đang có các hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh, là người giữ chức vụ, có thời gian điều hành tại doanh nghiệp 5 năm trở lên tính đến thời điểm xét tôn vinh, là người lãnh đạo doanh nghiệp đạt kết quả sản xuất kinh doanh ổn định và phát triển, bản thân và gia đình chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Lễ vinh danh và trao tặng danh hiệu doanh nhân tiêu biểu tỉnh Vĩnh Long năm 2022 sẽ được Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức vào chiều nay, nhân dịp kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10. Vào thời điểm này, nhiều nhà vườn ở các xã Cù Lao của huyện Long Hồ rất phấn khởi bởi vì nhãn Idor trúng mùa và bán được giá cao. Diện tích nhãn Idor ở các xã Cù Lao của huyện Long Hồ là khoảng 1.000 hecta, phần lớn đang trong giai đoạn cho trái lứa thứ tư hoặc thứ năm. Trung bình một công nhãn Idor 5 năm tuổi cho năng suất từ 3,5 tấn đến 4 tấn. Thời điểm này, diện tích nhãn đang cho trái là khoảng 400 hecta. Ngoài trúng mùa, các nhà vườn còn phấn khởi vì trúng giá, với giá bán hiện dao động từ 18.000 đồng một ký đến 22.000 đồng một ký. Năng suất khá cao cùng với giá bán như hiện nay. Sau khi trừ các khoản chi phí, mỗi con nhãn Idor khoảng 5 năm tuổi của nhà vườn thu lãi trên 15 triệu đồng. Báo cáo của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh Vĩnh Long, lúc 7 giờ sáng nay 10 tháng 10, mực triều cường rằm tháng 9 âm lịch tại các sông rạch trên địa bàn tỉnh tăng từ 0,04 đến 0,14 m so với sáng ngày hôm qua. Cụ thể, tại các trạm Mỹ Thuận là 2m13, Ba Càng 1m99, Phú Đức 2m11, Nhà Đài 1m41, Tích Thiện 2m16, Dũng Liêm 2m14, Tân Thành 1m88 và trạm Cần Thơ là 2m21. Dự báo cao điểm của đợt triều cường này còn xuất hiện trong ngày mai 11 tháng 10, với mực triều cường tại 8 điểm đo thường xuyên trên địa bàn tỉnh là từ 2m15 đến 2m40. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh Vĩnh Long yêu cầu các địa phương tổ chức trực ban 24/24 giờ trong thời gian đợt triều cường xuất hiện, để theo dõi, nắm chắc mọi tình hình có liên quan đến công tác ứng phó,
tổng hợp thiệt hại do triều cường, báo cáo về ban theo quy định. Sáng nay do triều cường dâng cao là một số tuyến đường trong nội ô thành phố Vĩnh Long bị ngập nước sâu, ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân. Các tuyến đường như Hoàng Thái Hiếu, đường 2 tháng 9, Hưng Đạo Dương bị ngập nước sâu. Đáng chú ý nhất là đường Hưng Đạo Dương thuộc phường 1 bị ngập nước sâu kéo dài, có nơi nước dâng cao đến 4 đến 5 tấc. Triều cường dâng cao, ngập sâu kéo dài và ngay giờ cao điểm nên gây ùn tắc giao thông cục bộ và làm nhiều xe bị chết máy. Lực lượng chức năng cũng đã có mặt kịp thời điều tiết giao thông, đồng thời dùng xe chuyên dụng hỗ trợ học sinh, người dân đi lại.